mến chào các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ khả năng và khả dĩ trước hết khả năng khả năng là năng lực của con người có thể làm được việc gì đó thí dụ nhân viên này có khả năng chuyên môn về ngoại ngữ thầy giáo tôi có khả năng giải thích tiếng Hán Việt. Thứ hai, khả dĩ. Khả dĩ nghĩa là có thể. Thí dụ, người tài trí khả dĩ làm được việc lớn. Một yêu cầu khả dĩ chấp nhận được. Như vậy, khả năng và khả dĩ là hai từ hoàn toàn khác nhau tùy theo văn cảnh mà chúng ta dùng khả năng hay khả dĩ các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ nhân ái hay nhân đạo mến chào tạm biệt các bạn